Microsoft Excel là một chương trình bảng tính cho phép bạn tổ chức, định dạng và tính toán dữ liệu số. Excel hiển thị dữ liệu theo dạng thức hàng và cột, với đường đứt quãng ngăn cách giữa các hàng và cột, tương tự như các sổ cái kế toán hay giấy đồ thị. Bài học này giúp bạn làm quen với Excel thông qua một số thao tác cơ bản như khởi động Excel, tạo sổ tính mới và lưu sổ tính vào đĩa cứng. Nội dung bài học bao gồm: khởi động Excel, thám hiểm cửa sổ Excel, giới thiệu về sổ tính và trang tính, mở một hoặc nhiều sổ tính, tạo sổ tính mới, lưu sổ tính và thoát khỏi Excel. Để khởi động Excel, bạn nhấp chuột vào nút Start, chọn Programs, chọn Microsoft Office, rồi chọn Microsoft Office Excel 2003. Hoặc bạn có thể nhấp đút chuột vào biểu tượng lối tắt Microsoft Office Excel 2003 trên màn hình nền. Sau khi khởi động, cửa sổ chương trình Excel giống như trên màn hình. Cửa sổ này gồm có các thành phần chính sau: thanh tiêu đề cho biết tên chương trình ứng dụng, tên của tệp tin đang được mở; thanh công cụ cung cấp các nút lệnh cho phép thao tác nhanh với bảng tính thông qua thao tác nhấp chuột vào các nút lệnh này; thanh công thức hiển thị địa chỉ ô dữ liệu, nội dung ô dữ liệu, cho phép nhập và chỉnh sửa nội dung dữ liệu cũng như công thức chứa trong ô hiện tại; thanh cuộn ngang dọc cho phép hiển thị các nội dung bị che khuất; vùng trang tính là nơi chứa dữ liệu của trang tính; thanh trạng thái hiển thị thông tin về bảng tính, về trạng thái soạn thảo, kết quả cộng đơn giản, vân vân. Thẻ trang tính cho phép chuyển đổi giữa các trang tính trong sổ tính. Sau khi khởi động chương trình Excel, một sổ tính workbook trống được tạo ra. Trong sổ tính có nhiều trang tính worksheet. Theo mặc định, mỗi lần tạo sổ tính mới, Excel tạo ra 3 trang tính và đặt tên là Sheet 1, Sheet 2 và Sheet 3. Về sau, bạn có thể chèn thêm các trang tính mới. Số lượng tối đa trang tính trong một sổ tính là 255. Mỗi trang tính gồm 256 cột, được đánh chỉ số theo vần chữ cái A, B, C, AA, AB, AC, vân vân, và 65.536 hàng, được đánh số từ 1 đến 65.536. Ô của trang tính là giao của một cột và một hàng. Địa chỉ ô được viết theo trật tự xác định, gồm chữ cái tên cột đứng trước và số thứ tự hàng đứng sau. Ví dụ, địa chỉ ô đầu tiên là A1. Để mở sổ tính đã có, bạn nhấp chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ hoặc mở thực đơn File, chọn lệnh Open. Sau đó, chọn thư mục chứa sổ tính cần mở. Cuối cùng, bạn chọn sổ tính cần mở, rồi nhấp Open. Nếu muốn mở cùng lúc nhiều sổ tính, bạn giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột vào tên các sổ tính cần mở. Tùy theo yêu cầu mà bạn có các cách tạo mới sổ tính khác nhau. Để tạo sổ tính mới theo mẫu khuôn mặc định, bạn nhấp chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ chuẩn, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-N. Để tạo một sổ tính mới theo khuôn mẫu sẵn có, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh New. Ô tác vụ New Workbook xuất hiện bên phía phải cửa sổ chương trình. Trong phần Templates, bạn chọn On My Computer. Trong cửa sổ Templates, bạn chọn một khuôn mẫu rồi nhấp nút OK. Để lưu sổ tính, bạn thực hiện các bước sau. Nhấp chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ chuẩn hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl-S. Chọn thư mục chứa tệp tin sổ tính trong ô Save In, chẳng hạn thư mục Excel. Nhập tên sổ tính vào ô File Name. Nhấp nút Save.
Để đóng sổ tính sau khi làm việc, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh Close hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl V kép. Nếu bạn chưa lưu sổ tính, chương trình Excel sẽ hiển thị thông báo nhắc bạn lưu sổ tính. Bạn chọn Yes để lưu sổ tính, chọn No nếu không muốn lưu sổ tính và chọn Cancel nếu muốn hủy bỏ lệnh đóng cửa sổ Excel. Bài học này hướng dẫn bạn các thao tác thường dùng đối với ô, hàng, cột và trang tính. Ngoài ra, bạn cũng biết cách nhập dữ liệu vào ô, tìm kiếm và thay thế dữ liệu, sắp xếp dữ liệu trong trang tính. Nội dung bài học bao gồm trang hiện hành và ô hiện hành, các loại con trỏ, nhập dữ liệu vào ô, các thao tác đối với ô, hàng, cột, các thao tác đối với trang tính, tìm kiếm và thay thế, sắp xếp dữ liệu.
Trên sổ tính đang làm việc, tại một thời điểm, bạn chỉ có thể thao tác với các ô trên một trang tính. Trang này được gọi là trang hiện hành. Trên trang hiện hành, tại một thời điểm, bạn chỉ có thể làm việc với một ô. Ô này được gọi là ô hiện hành. Trong quá trình làm việc với Excel, bạn sẽ thấy các loại con trỏ sau. Con trỏ ô cho bạn biết ô nào là ô hiện hành. Một đường bao đậm sẽ xuất hiện xung quanh ô hiện hành. Con trỏ soạn thảo có hình dạng thanh đứng màu đen, nhấp nháy, xác định vị trí nhập dữ liệu cho ô. Con trỏ chuột có hình dáng thay đổi tùy thuộc từng vị trí của nó trên bảng tính. Bạn nhập dữ liệu bằng cách sau. Di chuyển con trỏ ô đến ô cần nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu từ bàn phím. Trong quá trình nhập dữ liệu, bạn có thể sử dụng phím Backspace và Delete để xóa ký tự. Phím Home, End để di chuyển nhanh đến đầu hàng và cuối hàng. Nhấn phím Escape nếu muốn kết thúc nhập nhưng không lấy dữ liệu đã nhập. Nhấn Enter để kết thúc nhập và đưa dữ liệu vừa nhập vào ô. Nếu muốn chỉnh sửa dữ liệu trong ô sau khi nhập, bạn di chuyển con trỏ ô đến ô cần sửa dữ liệu rồi ấn phím F2 hoặc nhấp đúp chuột vào ô cần sửa. Sau đó, bạn chỉnh sửa dữ liệu rồi nhấn Enter để kết thúc chỉnh sửa. Nếu muốn xóa dữ liệu trong ô, bạn chọn ô cần xóa dữ liệu rồi ấn phím Delete. Một số phím thường dùng để di chuyển con trỏ ô được hiển thị trên màn hình. Dữ liệu kiểu số được tạo bởi các ký tự chữ số và một số ký tự khác như cộng, trừ, ngoặc đơn, dấu chéo, đô la, phần trăm, e. Một số ví dụ về dữ liệu số được hiển thị trên màn hình. Để nhập dữ liệu số, bạn di chuyển con trỏ ô đến ô cần chèn, rồi nhập vào giá trị số. Nếu muốn nhập số âm, bạn đánh dấu trừ trước số đó, hoặc nhập số vào giữa cặp dấu ngoặc đơn. Để nhập số có phần thập phân, bạn sử dụng dấu chấm hoặc dấu phẩy để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân. Dữ liệu ngày tháng trong Excel được xem là kiểu số. Kiểu viết ngày tháng được hệ điều hành quy định trong mục Regional and Language Options trong cửa sổ Control Panel. Thông thường là nhập theo khuôn mẫu dạng tháng gạch ngang ngày gạch ngang năm. Khi nhập kiểu dữ liệu ngày tháng, bạn phải nhập theo đúng khuôn mẫu theo quy định của hệ điều hành. Ví dụ, nếu bạn nhập vào ô nội dung 22 gạch ngang 06 gạch ngang 06 rồi nhấp Enter thì kết quả xuất hiện trong ô là 22 gạch ngang 06 gạch ngang 06. Đây không phải là giá trị kiểu số vì bạn gõ không đúng kiểu viết ngày tháng. Nếu bạn nhập vào ô nội dung 06 gạch ngang 22 gạch ngang 06 rồi nhấp Enter thì kết quả xuất hiện trong ô là 6 gạch chéo 22 gạch chéo 06. Đây là giá trị kiểu số vì bạn gõ đúng kiểu viết ngày tháng. Excel tự động điều chỉnh số chữ số để hiển thị hết dữ liệu trong một ô. Nhưng nếu một ô đã cố định độ rộng làm cho dữ liệu số không thể hiển thị được hết thì bạn sẽ nhìn thấy dạng thông báo là một dãy các dấu thăng. Dữ liệu kiểu văn bản được tạo bởi các ký tự, chữ, số hoặc khoảng trống. Khi số ký tự nhập vào lớn hơn độ rộng của ô và ô bên phải còn trống thì Excel tiếp tục hiển thị phần ký tự còn lại của ô đó sang bên phải. Còn khi số ký tự nhập vượt quá độ dài của ô và ô bên phải đã có dữ liệu thì Excel che giấu các ký tự vượt quá ô. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến giá trị đã nhập của ô. Để nhập dãy số theo kiểu văn bản, ví dụ nhập vào dãy số chứng minh nhân dân của một người, bạn phải sử dụng ký tự ép kiểu gồm
ký tự nháy đơn hoặc ký tự nháy kép. Sau khi nhập, bạn sẽ không thấy ký tự ép kiểu trong ô. Để chọn một ô, bạn nhấp chuột vào ô cần chọn hoặc dùng bàn phím di chuyển con trỏ ô đến ô đó. Để chọn vùng ô liên tục hình chữ nhật, bạn nhấp chuột vào ô trên cùng bên trái của vùng cần chọn, ấn và giữ phím Shift, rồi kích chuột vào ô dưới cùng bên phải. Sau đó, nhả phím Shift để kết thúc việc chọn. Để chọn vùng ô rời rạc, bạn chọn ô hoặc vùng ô liên tiếp theo hình chữ nhật, ấn và giữ phím Ctrl trong khi chọn một ô hoặc vùng ô liên tục tiếp theo. Sau đó, bạn nhả phím Ctrl khi kết thúc. Để chọn một cột, bạn nhấp chuột vào tên cột trên đường viền ngang. Để chọn dãy cột liên tục, bạn nhấp vào tên cột đầu tiên trong dãy, ấn và giữ phím Shift, rồi nhấp vào tên cột cuối cùng trong dãy. Sau đó, bạn nhả phím Shift khi kết thúc. Để chọn dãy cột rời rạc, bạn chọn cột hoặc dãy cột liền nhau, ấn và giữ phím Ctrl trong khi bạn nhấp chọn cột hoặc dãy cột tiếp theo. Sau đó, bạn thả phím Ctrl khi kết thúc. Để chọn một hàng, bạn nhấp chuột vào số thứ tự hàng trên đường viền dọc. Để chọn dãy hàng liền kề nhau, bạn nhấp chuột vào số thứ tự hàng đầu tiên trên đường viền dọc, ấn và giữ phím Shift và nhấp vào số thứ tự hàng cuối cùng của dãy. Sau đó, bạn thả phím Shift khi kết thúc. Khi muốn chọn dãy hàng rời rạc, bạn chọn một hàng hoặc dãy hàng liên tục, ấn và giữ phím Ctrl trong khi nhấp chọn hàng hoặc dãy hàng tiếp theo. Sau đó, bạn thả phím Ctrl khi kết thúc. Bạn có thể chọn toàn bộ bảng tính bằng cách nhấp chuột vào nút giao nhau của đường viền ngang và đường viền dọc, hoặc đơn giản là bấm tổ hợp phím Ctrl A. Để thêm hàng, bạn chọn số hàng cần thêm, mở thực đơn Insert, chọn Rows, hoặc nhấp chuột phải vào các hàng bạn vừa chọn, rồi chọn lệnh Insert từ hộp lệnh thả xuống. Để xóa hàng, bạn chọn hàng hoặc các hàng cần xóa, mở thực đơn Edit, chọn Delete, hoặc nhấp chuột phải vào các hàng bạn vừa chọn, rồi chọn lệnh Delete từ hộp lệnh thả xuống. Để thêm cột, bạn chọn số cột cần thêm, mở thực đơn Insert, chọn Columns, hoặc nhấp chuột phải vào các cột bạn vừa chọn, rồi chọn lệnh Insert từ hộp lệnh thả xuống. Để xóa cột, bạn chọn cột hoặc các cột cần xóa, mở thực đơn Edit, chọn Delete, hoặc nhấp chuột phải vào các cột bạn vừa chọn, rồi chọn lệnh Delete từ hộp lệnh thả xuống. Để thêm ô hoặc một vùng ô, bạn chọn ô hoặc vùng ô cần thêm, mở thực đơn Insert, chọn Cells, hoặc nhấp chuột phải vào ô hoặc vùng ô vừa chọn và chọn lệnh Insert trong hộp lệnh thả xuống. Trong hộp thoại Insert, nếu bạn chọn Shift Cells Right, Excel sẽ chèn ô hoặc vùng ô trống và đẩy các ô bên phải vị trí chèn sang bên phải. Nếu bạn chọn Shift Cells Down, Excel sẽ chèn ô hoặc vùng ô trống và đẩy các ô nằm dưới vị trí chèn xuống dưới. Nếu bạn chọn Entire Row, Excel sẽ chèn dòng trống và đẩy dòng từ vị trí chèn xuống dưới. Nếu bạn chọn Entire Column, Excel sẽ chèn cột trống và đẩy các cột từ vị trí chèn sang phải. Sau khi đã tìm được tùy chọn phù hợp, nhấp OK để thêm ô.
Để xóa ô hoặc một vùng ô, bạn chọn ô hoặc vùng ô cần xóa. Mở thực đơn Insert, chọn Delete, hoặc nhấp chuột phải vào ô hoặc vùng ô vừa chọn và chọn Delete trong hộp lệnh thả xuống. Trong hộp thoại Delete, nếu bạn chọn Shift Cells Left, Excel sẽ xóa ô hoặc vùng ô và đẩy các ô bên phải vị trí xóa sang bên trái. Nếu bạn chọn Shift Cells Up, Excel sẽ xóa ô hoặc vùng ô và đẩy các ô nằm dưới vị trí xóa lên trên. Nếu bạn chọn Entire Row, Excel sẽ xóa cả dòng và đẩy các dòng từ vị trí xóa lên trên. Nếu bạn chọn Entire Column, Excel sẽ xóa cả cột và đẩy các cột từ vị trí xóa sang trái. Sau khi đã tìm được tùy chọn phù hợp, bạn nhấp OK để xóa ô. Để co giãn kích thước cột, bạn di chuyển con trỏ chuột vào cạnh phải tiêu đề cột. Đến khi con trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều thì nhấn và giữ chuột, rồi kéo di sang phải hoặc trái để tăng hoặc giảm kích thước của cột. Khi muốn tăng hoặc giảm độ rộng nhiều cột cùng lúc, bạn chọn dãy các cột cần co giãn kích thước. Di con trỏ chuột vào cạnh phải của một cột trong vùng chọn. Đến khi con trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều thì nhấn và giữ chuột, rồi di chuột sang phải hoặc trái để tăng hoặc giảm độ rộng các cột. Nếu muốn đặt độ rộng bằng nhau cho nhiều cột, bạn chọn các cột cần đặt độ rộng bằng nhau. Mở thực đơn Format, chọn Column và chọn Width. Nhập kích thước cột vào ô Column Width và nhấp nút OK để kết thúc. Để thay đổi chiều cao một hoặc nhiều hàng, bạn chọn hàng hoặc các hàng muốn thay đổi chiều cao. Di chuyển con trỏ chuột đến mép dưới của mỗi hàng. Đến khi con trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều thì nhấp, giữ và kéo di chuột lên trên hoặc xuống dưới để thay đổi chiều cao. Khi muốn đặt chiều cao bằng nhau cho nhiều hàng, bạn chọn các hàng cần đặt chiều cao bằng nhau. Mở thực đơn Format, chọn Row và chọn Height. Nhập chiều cao cho hàng trong ô Row Height và nhấp OK để kết thúc. Để ẩn một hoặc nhiều hàng, bạn chọn hàng hoặc dãy hàng cần ẩn. Mở thực đơn Format, chọn Row, rồi chọn Hide, hoặc nhấp chuột phải vào vùng hàng vừa chọn, rồi chọn lệnh Hide từ hộp lệnh thả xuống. Khi muốn hiển thị các hàng bị ẩn, bạn chọn vùng hàng trong đó có chứa các hàng bị ẩn. Mở thực đơn Format, chọn Row và chọn Unhide, hoặc nhấp chuột phải vào vùng hàng vừa chọn, rồi chọn lệnh Unhide từ hộp lệnh thả xuống. Để ẩn một hoặc nhiều cột, bạn chọn cột hoặc dãy cột cần ẩn. Mở thực đơn Format, chọn Columns, rồi chọn Hide, hoặc nhấp chuột phải vào vùng cột vừa chọn, rồi chọn lệnh Hide từ hộp lệnh thả xuống. Khi muốn hiển thị các cột bị ẩn, bạn chọn vùng cột trong đó có chứa các cột bị ẩn. Mở thực đơn Format, chọn Columns và chọn Unhide, hoặc nhấp chuột phải vào vùng cột vừa chọn, rồi chọn lệnh Unhide từ hộp lệnh thả xuống. Để chuyển tới một trang tính nào đó trong sổ tính, bạn nhấp chuột vào tên trang tính hoặc ấn các tổ hợp phím Control Page Up, Control Page Down. Theo mặc định, mỗi sổ tính khi mới tạo
sẽ có 3 trang tính, được đặt tên là Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Để thêm trang tính mới, bạn nhấp chuột phải vào tên của một trang tính bất kỳ, chọn Insert từ hộp lệnh thả xuống, chọn mẫu trang tính cần thêm, rồi nhấp nút OK. Để xóa trang tính, bạn nhấp chọn trang tính cần xóa, mở thực đơn Edit, chọn Delete Sheet, hoặc nhấp chuột phải vào tên trang tính cần xóa, rồi chọn Delete từ hộp lệnh thả xuống. Bạn có thể nhân bản trang tính để tạo ra các trang tính giống hệt nhau. Điều này là rất hữu ích khi bạn làm việc trên các sổ tính có cấu trúc tương tự nhau. Bạn thực hiện chức năng này như sau. Nhấp chọn trang tính cần tạo bản sao. Mở thực đơn Edit. Chọn Move or Copy. Hoặc nhấp chuột phải vào tên trang tính cần tạo bản sao. Chọn Move or Copy từ hộp lệnh thả xuống. Trong hộp To Book, bạn chọn tên sổ tính sẽ chứa bản sao. Trong mục Before Sheet, bạn chọn vị trí đặt bản sao trong sổ tính vừa chọn. Nhấp vào ô Create a Copy để tạo bản sao. Nếu bạn không chọn mục này, Excel sẽ thực hiện chức năng di chuyển trang tính. Nhấp nút OK để kết thúc. Khi muốn đổi tên trang tính, bạn nhấp đúp vào tên trang tính, nhập vào tên mới rồi nhấn Enter hoặc nhấp chuột ra vùng trang tính. Trong bài học này, bạn sẽ học cách định dạng dữ liệu văn bản, dữ liệu số và ngày tháng. Bạn cũng sẽ học cách thêm đường viền quanh các ô được chọn và học cách kết hợp nhiều ô thành một ô đơn nhất. Nội dung bài học bao gồm định dạng số, định dạng văn bản, định dạng ngày tháng, căn lề, tạo đường viền và hợp nhất ô. Bạn thực hiện các bước sau để định dạng dữ liệu số. Chọn ô dữ liệu muốn định dạng. Nhấp thực đơn Format, chọn Cell, chọn thẻ Number, chọn mục Number trong nhóm định dạng Category. Trong ô Decimal Places, nhập các số chữ số được hiển thị sau dấu thập phân. Nếu chọn vào Use 1000 Separator, Excel sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách nhóm 3 chữ số của số có nhiều chữ số. Nhấp nút OK. Bạn thực hiện các bước sau để định dạng ngày tháng. Chọn các ô cần định dạng. Nhấp thực đơn Format. Chọn Cell. Chọn mục Date trong nhóm định dạng Category. Nhấp mục Locate Location để định dạng ngày cho từng khu vực. Trong ô Type, chọn kiểu định dạng ngày tháng cần sử dụng và nhấp nút OK. Bạn thực hiện các bước sau để định dạng văn bản. Chọn các ô cần định dạng, nhấp thực đơn Format, chọn Cell, chọn thẻ phông. Trong ô phông, bạn lựa chọn phông chữ cần sử dụng. Trong ô phông Style, bạn chọn kiểu chữ cho văn bản. Trong ô Size, bạn chọn cỡ chữ, chẳng hạn 14. Trong ô Underline, bạn chọn kiểu chữ gạch chân, chẳng hạn gạch chân đơn, Single. Trong ô Color, bạn chọn màu cho văn bản. Ngoài các chức năng trên, Excel còn cung cấp một số hiệu ứng trong phần Effect với các lựa chọn sau. Chữ bị gạch ngang, Strike Through. Chữ chỉ số trên, Superscript. Chữ chỉ số dưới, Subscript. Sau khi lựa chọn xong, bạn nhấp OK để kết thúc. Theo mặc định, khi nhập dữ liệu, nếu dữ liệu là văn bản, nó sẽ tự động được căn lề trái. Nếu dữ liệu là số, nó sẽ được căn lề phải. Bạn có thể nhanh chóng căn lề cho văn bản bằng cách sử dụng các nút căn lề trên thanh công cụ định dạng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ cho phép bạn căn lề theo chiều ngang của ô. Để căn lề theo chiều dọc của ô, bạn thực hiện như sau. Chọn các ô cần căn lề. Mở thực đơn Format, chọn Cell. Chọn thẻ Alignment. Nhấp vào ô Vertical để chọn kiểu căn lề theo chiều dọc và nhấp nút OK để kết thúc. Khi quan sát một trang tính, bạn sẽ thấy có các đường kẻ ngang và dọc tạo thành các ô trong trang. Thực chất đây chỉ là các đường viền ảo.
Để tạo đường viền cho bảng tính, bạn thực hiện như sau. Chọn vùng ô cần tạo đường viền. Mở thực đơn Format, chọn Cell, chọn thẻ Border. Trong ô Style, nhấp chọn kiểu đường viền. Trong ô Color, nhấp chọn màu viền. Nhấp nút Outline để tạo đường viền ngoài. Nhấp nút Inside để tạo đường viền trong. Nhấp nút None để hủy bỏ đường viền. Và nhấp nút OK để kết thúc. Để linh hoạt trong việc tạo bảng, Excel cho phép bạn gộp nhiều ô thành một ô. Bạn thực hiện việc này như sau. Chọn các ô cần gộp. Mở thực đơn Format. Chọn Cell. Chọn thẻ Alignment. Nhấp vào lựa chọn Merge Cell và nhấp nút OK. Bạn cũng có thể gộp ô bằng cách nhấp vào nút Merge and Center trên thanh công cụ. Tự động vẽ biểu đồ là một chức năng rất được ưa thích của bảng tính Excel. Các biểu đồ, đồ thị là những hình ảnh minh họa rất trực quan, đầy tính thuyết phục. Người xem rút ngay ra những kết luận cần thiết từ các biểu đồ đồ thị mà không cần giải thích dài dòng. Bài học này hướng dẫn bạn vẽ biểu đồ trong Excel với các nội dung: tạo biểu đồ dùng Chart Wizard, di chuyển, đổi cỡ và xóa biểu đồ, sửa đổi tiêu đề biểu đồ và thêm nhãn trục, di chuyển và định dạng các thành phần của biểu đồ, thay đổi kiểu biểu đồ và dữ liệu nguồn, định dạng trục và thêm đường lưới và mũi tên. Chart Wizard hướng dẫn bạn các bước của quá trình tạo một biểu đồ. Để tạo biểu đồ với Chart Wizard, bạn thực hiện các bước sau. Chọn vùng dữ liệu cần biểu diễn trên biểu đồ. Mở thực đơn Insert, chọn Chart. Trong mục Chart Style, nhấp chọn kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng. Chẳng hạn bạn có thể chọn Column để vẽ biểu đồ hình cột đứng, Bar để vẽ biểu đồ cột ngang, Line để vẽ biểu đồ gấp khúc với các điểm đánh dấu tại mỗi giá trị dữ liệu, Pie để vẽ biểu đồ hình quạt. Bạn chọn kiểu cột đứng. Lúc này bên ô Chart Subtype xuất hiện các biểu đồ hình cột đứng. Bạn nhấp nút Next để sang bước 2. Trong hộp thoại Chart Sort Data, bạn nhấp vào mũi tên màu đỏ bên cạnh mục Data Range nếu muốn chọn lại vùng dữ liệu. Sau khi chọn xong, bạn nhấp Next để sang bước thứ 3. Trong hộp thoại Chart Option vừa xuất hiện, nhấp thẻ Title để nhập tiêu đề cho biểu đồ hoặc nhập nhãn cho các trục. Nhấp thẻ Legend để thêm lời ghi chú. Nhấp thẻ Data Label để chọn nhãn dữ liệu nào được hiển thị trên biểu đồ. Nhấp nút Next để sang bước thứ 4. Trong hộp thoại Chart Location vừa xuất hiện, nếu bạn chọn Add New Sheet thì biểu đồ sẽ được tạo trên một trang tính mới. Nếu bạn chọn Add Object In thì biểu đồ sẽ được tạo trong trang tính bạn đang làm việc. Nhấp nút Finish để kết thúc. Biểu đồ là một đối tượng riêng biệt trong trang tính. Sau khi tạo ra chúng, bạn có thể di chuyển, co giãn kích thước và sao chép như một đối tượng hình ảnh. Để di chuyển biểu đồ, bạn chọn biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào đó. Mở thực đơn Edit, chọn lệnh cắt, di chuyển ô hiện hành tới vị trí mới. Mở thực đơn Edit và chọn lệnh Paste. Để sao chép biểu đồ, bạn chọn biểu đồ, mở thực đơn Edit, chọn lệnh Copy, di chuyển ô hiện hành tới vị trí mới. Mở thực đơn Edit và chọn lệnh Paste. Để co giãn biểu đồ, bạn nhấp chọn biểu đồ, đưa chuột đến một trong các ô vuông vừa xuất hiện quanh biểu đồ. Khi chuột biến thành mũi tên hai chiều thì nhấp, giữ và kéo chuột để thay đổi kích thước biểu đồ. Và để xóa biểu đồ, bạn nhấp chọn biểu đồ, rồi ấn phím Delete. Bạn thực hiện các bước sau để sửa đổi tiêu đề biểu đồ và thêm nhãn trục. Nhấp chọn biểu đồ. Lúc này trên thanh thực đơn xuất hiện thực đơn Chart. Nhấp thực đơn Chart, chọn Chart Option. Trong ô Chart Title, bạn nhập tiêu đề mới cho biểu đồ. Nhập tiêu đề cho trục ngang trong ô Category X-Axis.
và trục thẳng đứng trong ô category E axis và nhấp nút OK. Biểu đồ được tạo ra từ các thành phần rời rạc. Do vậy, muốn di chuyển thành phần nào, bạn chỉ việc nhấp chuột vào thành phần đó, giữ và kéo chúng đến vị trí mới. Kết thúc, bạn nhả phím chuột. Để định dạng một thành phần của biểu đồ, bạn nhấp đúp chuột vào thành phần cần định dạng rồi thực hiện các thao tác định dạng đối với thành phần vừa chọn. Để thay đổi kiểu biểu đồ, bạn nhấp chuột phải vào biểu đồ rồi chọn lệnh Chart Style từ hộp lệnh thả xuống. Thực hiện các bước chọn biểu đồ trong mục Chart Style và Chart Subtype. Sau đó, nhấp nút OK để kết thúc. Để thay đổi dữ liệu nguồn, bạn nhấp chuột phải vào biểu đồ rồi chọn lệnh Source Data từ hộp lệnh thả xuống. Nhấp vào mũi tên màu đỏ tại ô Data Range để chọn lại nguồn dữ liệu cần biểu diễn. Sau đó nhấp nút OK để kết thúc. Khi thay đổi dữ liệu nguồn, bạn cần phải thay đổi định dạng trục để phù hợp với dữ liệu mới. Để thay đổi định dạng trục, bạn nhấp chuột phải vào giá trị trục, chọn lệnh Format Axis. Trong hộp Minimum, nhập giá trị nhỏ nhất của trục. Trong hộp Maximum, nhập giá trị lớn nhất của trục. Cuối cùng, nhấp nút OK để kết thúc. Hệ thống đường lưới theo chiều ngang và dọc có thể giúp xác định giá trị của từng ký hiệu dữ liệu trong biểu đồ. Các mũi tên có thể được dùng để nhấn mạnh một ký hiệu dữ liệu nhất định hoặc thu hút sự chú ý đến những thông tin nhất định trên biểu đồ. Để thêm đường lưới cho biểu đồ, bạn nhấp chọn biểu đồ, mở thực đơn Chart, chọn lệnh Chart Option, nhấp thẻ Grid Line. Trong mục Category X Axis and Category Y Axis, chọn bổ sung thêm các đường lưới với tỷ lệ mau Minor Grid Line và thưa Major Grid Line. Sau đó nhấp nút OK để kết thúc. Để thêm mũi tên vào biểu đồ, bạn thực hiện các bước sau. Nhấp nút Drawing trên thanh công cụ chuẩn. Nhấp vào biểu tượng mũi tên trên thanh công cụ Drawing. Nhấp vào một khu vực trống trên biểu đồ rồi kéo chuột đến vị trí mới để tạo mũi tên. Và nhấp chọn mũi tên và kéo nó xuống đến vị trí mong muốn. Bạn cũng có thể bổ sung thêm một văn bản bằng cách nhấp biểu tượng Textbox trên thanh công cụ Drawing rồi vẽ lên bảng tính. Di chuyển hộp văn bản đến gần mũi tên, nhập nội dung chú giải chức năng của mũi tên. Bài học này hướng dẫn bạn cách thực hiện các tính toán Excel cơ sở sử dụng công thức và hàm. Nội dung bài học bao gồm xây dựng công thức, sao chép công thức, biên tập công thức, tính năng chèn hàm, hàm sum và auto sum, hàm date, các hàm thống kê cơ sở. Công thức được tạo ra để tính toán và trả lại giá trị cho ô bảng tính. Để nhập công thức, bạn phải nhập dấu bằng trước khi nhập nội dung công thức. Ký tự này giúp Excel nhận biết và thực hiện công thức. Kết quả sau khi tính toán sẽ hiển thị trong ô, còn nội dung công thức, bao gồm cả dấu bằng, có thể nhìn thấy trên thanh công thức. Bạn có thể chỉnh sửa công thức giống như chỉnh sửa văn bản thông thường. Kết thúc, bạn ấn Enter để công thức được tính toán lại và trả về giá trị cho ô. Các phép tính toán và ký tự được sử dụng trong công thức được liệt kê trên màn hình. Các công thức logic chỉ trả về hai kết quả true, đúng hoặc false, sai. Danh sách các phép so sánh được sử dụng trong công thức logic được liệt kê trên màn hình. Khi tính toán, Excel sẽ ưu tiên các phép toán logic trước rồi mới đến các phép toán số học. Thứ tự thực hiện các phép toán số học trong Excel có mức ưu tiên như trên màn hình. Bạn thực hiện các bước sau để nhập công thức vào ô. Đưa con trỏ của ô đến vị trí cần nhập công thức. Nhập vào ký tự bằng,
sau đó nhập nội dung công thức. Nhấn Enter để kết thúc và thực hiện tính toán công thức. Các thông báo lỗi thường gặp và cách giải quyết được hiển thị trên màn hình. Ô là thành phần cơ sở của một trang tính Excel. Ô có thể chứa các kết quả tính toán theo công thức nào đó với sự tham gia của nhiều ô khác, chẳng hạn chứa tổng số các ô trong cùng một cột. Địa chỉ ô được phép có mặt trong công thức và tự động được điều chỉnh theo thao tác sao chép công thức. Có 3 loại địa chỉ ô là địa chỉ tham chiếu tương đối, địa chỉ tham chiếu tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp. Địa chỉ tham chiếu tương đối, hay gọi tắt là địa chỉ tương đối, chỉ đến một ô khác hay các ô trong sự so sánh với vị trí nào đó. Nếu địa chỉ này có trong công thức thì nó sẽ thay đổi theo vị trí ô nếu bạn sao chép công thức từ một ô này đến ô khác. Cách biểu diễn địa chỉ tương đối là tên cột, tên hàng, chẳng hạn A1. Ví dụ, nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là bằng B1 cộng C1, thì khi bạn sao chép công thức này tới ô A2 và A3, công thức sẽ tự động thay đổi thành bằng B2 cộng C2 và bằng B3 cộng C3. Địa chỉ tham chiếu tuyệt đối, gọi tắt là địa chỉ tuyệt đối, là địa chỉ không thay đổi khi bạn thực hiện sao chép công thức đến một ô dữ liệu khác. Cách biểu diễn địa chỉ tuyệt đối là đô la tên cột, đô la tên hàng, ví dụ đô la A, đô la 1. Ví dụ, nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là bằng đô la B, đô la 1 cộng đô la C, đô la 1, thì khi bạn sao chép công thức này tới ô A2 và A3, công thức sẽ không thay đổi. Địa chỉ tham chiếu hỗn hợp là địa chỉ có một thành phần là tương đối và một thành phần là tuyệt đối. Ví dụ, đô la A1, B đô la 5. Để sao chép công thức, bạn nhấp chuột vào ô chứa công thức cần sao chép, di chuyển vào góc dưới bên phải của ô. Khi biểu tượng chuột biến thành hình chữ thập màu đen nét đơn thì nhấp và kéo chuột vào các ô cần sao chép rồi nhả phím chuột. Việc sửa công thức bạn đã tạo ra là dễ dàng và tương tự như việc sửa nội dung của bất kỳ ô nào khác. Bạn thực hiện một trong hai cách sau. Cách 1, nhấp đúp vào ô hoặc chọn ô rồi bấm F2. Chỉnh sửa công thức, nhấn Enter để kết thúc. Cách 2, nhấp chọn ô rồi nhấp vào thanh công thức. Chỉnh sửa công thức rồi bấm Enter để kết thúc. Để xóa công thức, bạn chọn ô rồi nhấn phím Delete. Bạn thực hiện các bước sau để chèn hàm vào ô bằng chức năng chèn hàm. Chọn ô bạn muốn chèn hàm, nhấp nút Insert Function trên thanh công cụ hoặc nhấp thực đơn Insert chọn Function. Trong danh sách Select a Function, chọn hàm cần sử dụng rồi nhấp OK. Trong hộp thoại Function Argument vừa xuất hiện, bạn nhấp vào mũi tên màu đỏ rồi làm theo hướng dẫn để chọn vùng dữ liệu và điều kiện cho hàm. Cuối cùng, bạn nhấp nút OK để chèn và thực hiện hàm. Hàm average tính giá trị trung bình của các đối số. Dạng thức của hàm là average mở ngoặc đối số 1, phẩy đối số 2, chấm chấm đối số n đóng ngoặc. Trong đó, đối số có thể là một số nhập từ bàn phím, địa chỉ ô có chứa dữ liệu số hoặc vùng địa chỉ ô. Giả sử bạn muốn tính điểm trung bình các môn học, bạn nhập bằng average mở ngoặc D3 2.H3 vào ô I3. Hàm cao đếm tổng các đối số chứa dữ liệu là số. Dạng thức của hàm này là cao mở ngoặc đối số 1 phẩy đối số 2 chấm chấm đối số N đóng ngoặc. Trong đó đối số có thể là giá trị nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc địa chỉ ô dữ liệu. Chẳng hạn nếu bạn muốn tính xem có bao nhiêu người tham gia thi môn vật lý, bạn nhập hàm max trả về giá trị đối số lớn nhất trong các đối số. Dạng thức của hàm là max mở ngoặc đối số 1 phẩy đối số 2 chấm chấm đối số n. Trong đó đối số có thể là giá trị nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc địa chỉ ô dữ liệu. Hàm min trả về giá trị số nhỏ nhất trong các đối số. Dạng thức của hàm này là min mở ngoặc đối số 1 phẩy đối số 2 phẩy chấm chấm đối số n đóng ngoặc.
Trong đó đối số có thể là giá trị nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc địa chỉ ô dữ liệu. Giả sử để biết người nào đạt điểm toán cao nhất, bạn nhập bằng max mở ngoặc D3 2.D8. Bài học này hướng dẫn bạn cách thay đổi các tùy chọn in ấn như thêm, đầu trang và chân trang, thay đổi lề và căn giữa trang tính, thay đổi trang giấy và co giãn tỷ lệ bảng tính. Bạn cũng học cách xem trước trang tính, in trang tính ra giấy. Nội dung bài học bao gồm thêm đầu trang và chân trang, thay đổi lề và căn giữa trang tính, thay đổi hướng giấy và co giãn tỷ lệ trang tính, xem trước trang tính và in trang tính. Bạn thực hiện các bước sau để thêm đầu trang và chân trang. Mở thực đơn View, chọn lệnh Header and Footer. Nếu muốn sử dụng các mẫu đầu trang và chân trang có sẵn, bạn nhấp chuột vào hộp Header and Footer, rồi chọn kiểu đầu trang và chân trang bạn muốn. Nếu muốn tạo đầu trang và chân trang theo ý muốn, bạn nhấp chuột vào nút Custom Header và Custom Footer, rồi nhập thông tin đầu trang và chân trang trong các ô Left Section, Center Section và Right Section trong hộp thoại Header vừa xuất hiện. Sau khi hoàn thành, bạn nhấp OK để kết thúc. Trong Microsoft Excel, bạn có thể in nội dung mong muốn theo hướng ngang hay hướng dọc của tờ giấy. Để lựa chọn, bạn mở cửa sổ Print, nhấn nút Property. Trên cửa sổ Property, bạn chọn trang nhỏ Layout. Bạn sẽ thấy ở phần Orientation có hai lựa chọn là Portrait và Landscape. Bạn chọn Portrait nếu muốn in theo hướng dọc của giấy và chọn Landscape nếu muốn in theo hướng ngang của giấy. Theo mặc định, các lề của bảng tính là 1 inch lề trên, 1 inch lề dưới, 0,75 inch lề trái và 0,75 inch lề phải. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi các lề mặc định này. Bạn thực hiện các bước như sau. Mở thực đơn File, chọn Page Setup, chọn thẻ Margin, nhập giá trị lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải trong ô Top, Bottom, Left, Right tương ứng. Nếu muốn căn nội dung trang tính vào giữa trang giấy, bạn chọn Horizontally và Vertically trong phần Center on Page, nhấp OK. Bạn thực hiện các bước sau để xem trước trang tính. Mở thực đơn File, chọn Print Review hoặc nhấp nút Print Review trên thanh công cụ. Nhấp nút Zoom để phóng to, thu nhỏ trang tính. Nhấp nút Next và Previous để di chuyển giữa các trang tính. Nhấp nút Setup để mở rộng hộp thoại Page Setup và thực hiện các thay đổi định dạng trang nếu cần. Nhấp nút Margin để thay đổi lề trang. Sau khi đã thực hiện các thay đổi, bạn có thể nhấp Print để in trang tính. Hoặc nhấp OK để thoát khỏi chế độ xem trước. Bạn thực hiện các bước sau để in trang tính. Mở thực đơn File, chọn Print. Trong phần Print Range, chọn All để in tất cả các trang trong trang tính. Chọn Paste để in các trang bắt đầu từ trang trong ô Prompt đến trang trong ô To. Trong phần Format, chọn Active Sheet nếu muốn chỉ in trang hiện hành. Chọn Selection nếu muốn in các trang tính đang được chọn và Entire Workbook nếu muốn in cả trang sổ tính. Nhập số lượng bản in trong ô Number of Copy. Sau khi lựa chọn xong các thuộc tính in, bạn nhấp OK để in tài liệu.
Microsoft Word là một chương trình xử lý văn bản. Nó cho phép bạn tạo lập một cách nhanh chóng và dễ dàng các bản ghi nhớ, báo cáo, thư từ, sơ đồ và bản tin. Bạn cũng có thể đưa đồ họa hoặc nhập khẩu dữ liệu vào trong tài liệu Word. Ngoài ra, Word cũng còn cho phép bạn kiểm tra chính tả và chỉnh sửa lại tài liệu trước khi in. Bài học này giúp bạn làm quen với Microsoft Word thông qua các thao tác cơ bản như khởi động Word, thám hiểm cửa sổ Word, nhập văn bản vào tài liệu, lưu tài liệu, đóng tài liệu và ra khỏi Word. Để khởi động Word, bạn nhấp chuột vào nút Start, chọn thực đơn Programs, chọn mục Microsoft Office, rồi chọn mục Microsoft Office Word 2003. Bạn cũng có thể khởi động Word bằng cách nhấp đúp chuột vào biểu tượng lối tắt Microsoft Office Word 2003 trên màn hình nền. Sau khi khởi động, cửa sổ chương trình Word được hiển thị như trên màn hình. Bạn hãy di chuột trên các thành phần của cửa sổ Word để tìm hiểu về chúng. Có nhiều cách để nhập văn bản vào tài liệu, nhưng cách thông dụng nhất là nhập văn bản từ bàn phím. Điểm ký tự được đưa vào vùng soạn thảo, được xác định bởi một thanh đứng màu đen nhấp nháy được gọi là điểm nhập. Khi bạn gõ văn bản, điểm nhập di chuyển đi. Nếu điểm nhập đạt tới lề phải, Word sẽ tự động xuống dòng. Khi muốn bắt đầu một đoạn mới hay chèn thêm dòng trống, bạn bấm phím Enter. Sau khi soạn thảo xong, bạn cần lưu tài liệu vào đĩa cứng để có thể sử dụng nó trong tương lai. Các tài liệu Word được lưu trên đĩa cứng trong các tệp tin có phần mở rộng là chấm đốc. Để lưu tài liệu, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh Save hoặc nhấp nút Save trên thanh công cụ. Bạn chọn thư mục lưu tài liệu, đặt tên cho tài liệu và nhấp nút Save. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với một tài liệu và nhấp nút Save, Word sẽ tự động lưu phiên bản mới nhất của tài liệu mà không hiển thị hộp thoại Save As nữa. Sau khi soạn thảo xong tài liệu, bạn có thể đóng nó lại để làm việc với các tài liệu khác hoặc đóng cửa sổ Word. Để đóng cửa sổ tài liệu hiện thời, bạn mở thực đơn File và chọn lệnh Close hoặc bạn nhấp nút Close nằm ở góc trên bên phải màn hình và nằm dưới thanh tiêu đề. Nếu tài liệu chưa được lưu, Word sẽ hiển thị hộp thoại nhắc nhở bạn ghi tài liệu. Khi tài liệu hiện thời được đóng, Word vẫn chạy và bạn có thể tiếp tục làm việc với các tài liệu khác. Để đóng chương trình Word, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh Exit hoặc nhấp nút Close ở bên phải thanh tiêu đề. Bài này giúp bạn làm quen với các thao tác cơ bản khi bắt đầu việc soạn thảo văn bản. Nội dung của bài bao gồm: mở một tệp văn bản đã có, di chuyển qua lại trong tài liệu, cuộn qua văn bản, các chế độ nhập văn bản, lựa chọn văn bản, xóa và khôi phục văn bản, lưu tệp tin bằng tên khác. Giả sử bạn muốn mở tệp tin bài 1 chấm đốc ở thư mục tin học cơ bản trong ổ đĩa C. Bạn nhấp chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ hoặc mở thực đơn File rồi chọn lệnh Open. Khi hộp thoại Open xuất hiện, bạn mở thư mục Tin học cơ bản thông qua thực đơn thả xuống Login, nhấp đút vào tệp tin bài 1 chấm đốc hoặc chọn tệp tin bài 1 chấm đốc rồi nhấp Open. Trong quá trình soạn thảo,
Bạn thường xuyên phải di chuyển điểm chèn đến vị trí mong muốn để chỉnh sửa tài liệu. Con chuột, các phím mũi tên và các thanh cuộn là những công cụ bạn có thể sử dụng để di chuyển qua lại trong tài liệu. Để di chuyển điểm chèn bằng chuột, bạn di chuột đến vị trí mong muốn rồi nhấp chuột. Trên vùng soạn thảo, con trỏ chuột trông giống như chữ y hoa. Bạn cũng có thể sử dụng bàn phím để di chuyển điểm chèn. Chẳng hạn, bấm phím mũi tên sang phải để sang phải một ký tự. Phím mũi tên trái để sang trái một ký tự. Trên màn hình hiển thị các phím hay tổ hợp phím cho phép bạn di chuyển điểm chèn một cách nhanh chóng. Bạn hãy di chuột trên chúng để biết tác dụng. Cửa sổ tài liệu thông thường chỉ hiển thị được một phần nội dung của trang. Do vậy, để xem được các nội dung bị che khuất, bạn phải cuộn tài liệu bằng thanh cuộn ngang và cuộn dọc. Ví dụ, nếu bạn nhấp chuột vào mũi tên cuộn lên, văn bản sẽ được cuộn lên một dòng. Trên màn hình hiển thị các công cụ cuộn sẵn có, bạn hãy di chuột trên chúng để biết tác dụng. Có hai chế độ nhập văn bản vào tài liệu. Đó là chế độ chèn, insert, và chế độ ghi đè, override. Trong đó, chế độ chèn là chế độ mặc định của Word. Ở chế độ chèn, ký tự nhập được chèn ngay tại vị trí điểm chèn. Các ký tự nằm sau điểm chèn được dịch sang phải một cột. Ở chế độ ghi đè, ký tự nhập được ghi đè lên ký tự nằm ngay sau điểm chèn. Bạn sử dụng phím insert để thay đổi giữa hai chế độ. Để sao chép hoặc xóa dữ liệu, trước tiên bạn phải chọn khối văn bản cần sao chép. Có nhiều cách để chọn văn bản, nhưng cách nhanh nhất là sử dụng chuột kết hợp với bàn phím. Để chọn một từ, bạn nhấp đúp chuột vào từ. Để chọn một dòng, bạn nhấp chuột vào miền chọn bên trái của dòng. Để chọn một câu, bạn giữ phím Ctrl rồi nhấp chuột vào vị trí bất kỳ trong câu. Để chọn một đoạn, bạn nhấp đúp chuột vào miền chọn bên trái của bất kỳ dòng nào trong đoạn, hay nhấp 3 lần bất kỳ đâu trong đoạn. Để xóa văn bản, bạn sử dụng phím Delete và Backspace. Delete xóa ký tự nằm sau điểm chèn, Backspace xóa ký tự nằm trước điểm chèn. Để xóa từ nằm trước điểm chèn, bạn bấm phím Ctrl Delete. Để xóa từ nằm sau điểm chèn, bạn bấm Ctrl Backspace. Khi muốn xóa cả khối văn bản, bạn chọn khối văn bản rồi bấm Delete hoặc Backspace. Bước theo dõi những thay đổi soạn thảo mà bạn thực hiện và cho phép bạn dễ dàng loại bỏ những thay đổi để phục hồi văn bản về tình trạng trước đó. Chức năng Undo, hoàn tác, cho phép bạn hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, và chức năng Redo, làm lại, cho phép bạn thực hiện lại thao tác vừa hủy bỏ. Giả sử bạn xóa nhầm một từ, bạn nhấp nút Undo trên thanh công cụ để hủy bỏ thao tác xóa. Sau khi hủy bỏ thao tác xóa, bạn lại muốn xóa từ đó, bạn nhấp nút Redo trên thanh công cụ. Út cho phép bạn hoàn tác hoặc làm lại nhiều hành động. Bạn nhấp mũi tên xuống ở bên phải của nút Undo hay Redo và chọn hành động bạn muốn hoàn tác hay làm lại. Trong trường hợp bạn thay đổi tài liệu nhưng vẫn muốn giữ lại phiên bản trước đây, thì bạn phải lưu tài liệu dưới một tên khác. Bạn nhấp chuột vào thực đơn File, chọn lệnh Save As. Khi hộp thoại Save As xuất hiện, bạn nhập tên mới cho tài liệu rồi nhấp nút Save. Bài học này hướng dẫn bạn sử dụng khuôn mẫu và trình cài đặt để nhanh chóng tạo lập các tài liệu Word theo khuôn dạng sẵn có. Nội dung bài học bao gồm: sử dụng khuôn mẫu Word để tạo tài liệu, tạo một khuôn mẫu, sử dụng trình cài đặt sẵn có để tạo văn bản. Để tạo tài liệu mới theo khuôn mẫu, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh New. Ô tác vụ New Document sẽ xuất hiện phía bên phải trong cửa sổ Word. Trong phần Templates, bạn chọn mục On My Computer để lấy các khuôn mẫu trên máy tính. Hộp thoại Templates xuất hiện, cung cấp nhiều mẫu tài liệu và được chia thành 8 nhóm: General, Legal Bleeding, Letters and Faces, Mail Merge, Memos, Publications,
Report, Web Page. Bạn chọn khuôn mẫu tài liệu rồi nhấp OK. Có nhiều trường hợp bạn muốn tạo một khuôn mẫu của riêng mình để có thể sử dụng nó trong công việc hàng ngày. Chẳng hạn, tạo mẫu tiêu đề chung cho các tài liệu của công ty, để khi mở tệp tài liệu mới, bạn không cần gõ lại tiêu đề này nữa. Để tạo khuôn mẫu riêng, trước tiên bạn cần tạo tài liệu mẫu. Chẳng hạn, bạn tạo phần tiêu đề dùng chung cho các tài liệu của công ty, sau đó bạn lưu tài liệu này dưới dạng khuôn mẫu bằng cách mở thực đơn File, chọn Save. Khi hộp thoại Save As xuất hiện, bạn chọn Document Template trong ô Save As Type. Đặt tên cho khuôn mẫu, chẳng hạn tài liệu công ty, rồi nhấp nút Save. Khuôn mẫu bạn vừa tạo sẽ được hiển thị trong thẻ General của hộp thoại Template. Bạn cũng có thể tạo khuôn mẫu mới từ một khuôn mẫu sẵn có. Chẳng hạn bạn muốn thêm logo của công ty vào một khuôn mẫu. Bạn mở thực đơn File, chọn mục New. Trong ô tác vụ New Document, bạn chọn On My Computer ở phần Template. Trong hộp thoại Template, bạn chọn một khuôn mẫu, chẳng hạn Elegant Memo trong thẻ Memos. Trong ô Create New, bạn chọn Template rồi nhấp OK. Trong cửa sổ soạn thảo, bạn thực hiện các thay đổi trên khuôn mẫu sẵn có, chẳng hạn thêm logo của công ty. Sau đó, lưu khuôn mẫu đã sửa đổi dưới một tên khác. Bạn có thể tạo tự động một văn bản bằng cách sử dụng một trong các trình cài đặt của Word. Điểm khác biệt giữa trình cài đặt và khuôn mẫu là trình cài đặt hoạt động thông qua quá trình hỏi và nhận thông tin từ phía người sử dụng đối với từng phần của văn bản, trong khi khuôn mẫu hiển thị và cho phép thay thế thông tin trên từng vùng điền thông tin của văn bản. Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo một văn bản ghi nhớ sử dụng trình cài đặt sẵn có Memo Visa. Bạn mở thực đơn File, chọn New. Trong ô tác vụ New Document, bạn chọn On My Computer ở phần Template. Khi hộp thoại Template xuất hiện, bạn chọn thẻ Memos rồi nhấp đúp vào biểu tượng Memo Visa. Một văn bản trắng được mở ra và hộp thoại khởi động Memo Visa xuất hiện. Bạn nhấp nút Next để tiếp tục. Hộp thoại trình cài đặt tiếp theo xuất hiện, yêu cầu chọn kiểu bản ghi nhớ mong muốn. Bạn chọn Elegant rồi nhấp Next. Hộp thoại Title xuất hiện, cho phép bạn nhập tiêu đề bản ghi nhớ. Bạn gõ biên bản họp 03 vào ô bên dưới mục Yes, Use This Text đã được đánh dấu chọn, rồi nhấp Next. Hộp thoại Heading Fields xuất hiện, cho phép bạn nhập thông tin cho các trường tiêu đề. Trong ô From đã được chọn mặc định, bạn gõ tên người soạn thảo bản ghi nhớ, chẳng hạn Nguyễn Văn A. Trong ô Subject, bạn gõ họp giao ban, rồi nhấp Next. Hộp thoại Recipient xuất hiện, cho phép bạn nhập tên người nhận. Bạn gõ tất cả nhân viên trong ô To và nhấp Next. Hộp thoại Closed Fields xuất hiện, cho phép bạn nhập thông tin cho các trường thông tin kết thúc. Bạn đánh dấu chọn Writer's Initials và gõ NVA trong ô tương ứng. Sau đó nhấp Next. Hộp thoại Header Footer xuất hiện, cho phép bạn thêm đầu trang và chân trang cho bản ghi nhớ. Bạn bỏ đánh dấu chọn Confidentiality rồi nhấp Next. Khi hộp thoại Finish xuất hiện, bạn nhấp Finish để kết thúc. Lúc này, bạn đã có một bản ghi nhớ theo ý mình trong cửa sổ soạn thảo mới. Trong bài học này, bạn sẽ học các thao tác soạn thảo các định dạng cơ bản như định dạng phông chữ, căn lề, chèn ký tự đặc biệt vào văn bản. Nội dung của bài học gồm định dạng phông chữ, căn lề văn bản, cắt, sao chép và dán văn bản, tìm và thay thế văn bản, chèn ký tự đặc biệt vào văn bản, áp dụng kiểu dáng cho văn bản,
Xem trước tài liệu. In ấn tài liệu. Với Word, bạn có thể thay đổi dáng vẻ của văn bản theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, việc dùng thanh công cụ định dạng là cách nhanh nhất và dễ nhất để thực hiện hầu hết những thay đổi văn bản. Trên thanh công cụ định dạng, có nhiều nút cho phép bạn thay đổi các thuộc tính của văn bản. Thuộc tính ở đây là đặc trưng của văn bản, như định dạng đậm, nghiêng, chữ thường, loại phông chữ, cỡ phông chữ. Bạn có thể thực hiện việc thay đổi loại phông chữ và cỡ chữ bằng thanh công cụ định dạng. Để thay đổi kiểu phông chữ cho một đoạn văn bản, trước tiên bạn cần chọn đoạn văn bản. Sau đó nhấp chuột vào mũi tên chỉ xuống, nằm bên phải thực đơn thả xuống, phông. Danh sách phông chữ xuất hiện, cho phép bạn chọn phông mong muốn. Để thay đổi cỡ chữ, bạn nhấp chuột vào mũi tên chỉ xuống, nằm bên phải thực đơn thả xuống, size, rồi chọn kích thước phông chữ mong muốn. Bạn cũng có thể thay đổi phông chữ bằng cách sử dụng tổ hợp phím. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl và dấu ngoặc vuông đóng để tăng cỡ chữ lên một điểm. Nhấn tổ hợp phím Ctrl và dấu ngoặc vuông mở để giảm cỡ chữ xuống một điểm. Bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác định dạng phông chữ thông qua hộp thoại phông. Bạn nhấp chuột vào thực đơn Format, rồi chọn phông để mở hộp thoại phông. Trong hộp thoại này, bạn có thể thay đổi loại phông chữ, kiểu chữ, kích thước chữ, màu sắc và các hiệu ứng đối với phông chữ. Khi chọn lựa thuộc tính cho phông, bạn sẽ thấy sự thay đổi trong ô Preview. Word cho phép bạn căn lề văn bản theo 4 kiểu. Căn trái, đây là chế độ mặc định. Căn phải, căn hai bên và căn giữa. Khi căn trái, văn bản sẽ được gióng thẳng theo lề trái. Căn phải, văn bản được gióng thẳng theo lề phải. Căn hai bên, văn bản được gióng thẳng theo cả lề trái và lề phải. Căn giữa, văn bản được đặt đối xứng theo trục giữa của trang giấy. Để căn lề văn bản, trước tiên bạn cần chọn khối văn bản cần căn lề. Sau đó nhấp chuột vào các biểu tượng căn lề trên thanh công cụ định dạng. Word cung cấp 3 chức năng cho phép bạn dễ dàng sao chép hoặc di chuyển các khối văn bản từ vị trí này tới vị trí khác. Đó là cắt, sao chép và dán. Cắt có nghĩa là bạn xóa khối văn bản khỏi tài liệu, nhưng khối văn bản này không bị mất đi, mà nó được chuyển vào bộ nhớ clipboard, và bạn có thể dán khối văn bản này đến một vị trí khác. Sao chép khác cắt ở chỗ, khối văn bản không bị xóa khỏi tài liệu, nhưng vẫn được chuyển vào bộ nhớ clipboard. Dán có nghĩa là bạn sao chép khối dữ liệu từ clipboard vào văn bản. Để sao chép một khối văn bản từ vị trí này tới vị trí khác, có thể trong cùng một tệp tin hoặc giữa các tệp tin khác nhau, bạn chọn khối văn bản cần sao chép, nhấp chuột vào nút Copy trên thanh công cụ chuẩn, di chuyển điểm chèn đến vị trí mong muốn, rồi nhấp nút Paste trên thanh công cụ chuẩn. Để di chuyển, bạn chọn khối văn bản cần di chuyển, nhấp chuột vào nút Cut trên thanh công cụ chuẩn, di chuyển điểm chèn đến vị trí mong muốn, rồi nhấp nút Paste trên thanh công cụ chuẩn. Bạn cũng có thể chọn lệnh cắt, sao chép và dán trong thực đơn Edit hoặc trong thực đơn mở ra khi bạn nhấp chuột phải vào khối văn bản đã chọn. Word cho phép bạn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong tài liệu. Bạn mở thực đơn Edit, chọn File hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl F để mở hộp thoại Find and Replace. Bạn nhập từ hoặc cụm từ cần tìm vào hộp Find What, rồi nhấp Find Next để tìm kiếm. Mỗi lần nhấp Find Next, Word sẽ tìm và bôi đen từ hoặc cụm từ thỏa mãn.
Muốn tìm tiếp, bạn phải tiếp tục nhấp Find Next. Ngoài chức năng tìm kiếm, Word còn cung cấp chức năng thay thế văn bản. Chức năng này thường được dùng để chỉnh sửa hàng loạt các từ hoặc cụm từ viết sai trong một tài liệu. Bạn mở thực đơn Edit, chọn Replace hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+H để mở hộp thoại Find and Replace. Nhập nội dung cần tìm vào hộp Find What và nội dung thay thế trong hộp Replace With. Để thay thế từng lần, bạn nhấp Find Next để tìm, rồi nhấp Replace nếu muốn thay thế cụm từ tìm thấy. Nếu không muốn thay thế, bạn nhấp Find Next để tìm cụm từ tiếp theo. Trong trường hợp bạn muốn thay thế tất cả các cụm từ trong tài liệu mà không cần hỏi lại, bạn nhấp Replace All. Trên bàn phím đã có sẵn một vài ký tự đặc biệt như A còng, đô la, phần trăm. Các ký tự này nằm trên cùng phím với các ký tự số, nhưng ở dòng bên trên. Để nhập ký tự này vào tài liệu, bạn giữ phím Shift rồi nhấn phím tương ứng. Ngoài những ký tự đặc biệt đã có trên bàn phím, bạn cũng có thể chèn thêm các biểu tượng khác nhau như Alpha, Beta vào tài liệu. Giả sử bạn muốn thêm ký tự Alpha vào tài liệu, bạn di chuyển điểm chèn đến vị trí cần chèn ký tự Alpha. Nhấp chuột vào thực đơn Insert, chọn Symbol để mở hộp thoại Symbol. Nhấp chuột vào mũi tên chỉ xuống nằm bên phải hộp phông và chọn Symbol. Chọn ký tự Alpha, rồi nhấp Insert để chèn nó vào văn bản. Uất nhóm các đặc tính định dạng, chẳng hạn định dạng phông chữ, định dạng đoạn văn bản thành một kiểu dáng style và cho phép bạn áp dụng kiểu dáng cho văn bản. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi phải định dạng nhiều đoạn văn bản có cùng kiểu dáng. Để áp dụng một kiểu dáng, trước tiên bạn cần chọn khối văn bản cần áp dụng. Tiếp theo, nhấp chuột vào mũi tên chỉ xuống nằm bên phải hộp Style trên thanh công cụ định dạng, rồi chọn kiểu dáng bạn muốn áp dụng. Chức năng xem trước tài liệu Print Preview cho phép bạn quan sát hình dáng của tài liệu giống như khi nó được in ra. Điều này là cần thiết vì trước khi in, bạn thường xem trước tài liệu và thực hiện những chỉnh sửa nếu cần. Để xem trước tài liệu, bạn mở thực đơn File, chọn lệnh Print Preview hoặc nhấp chuột vào nút Print Preview trên thanh công cụ. Ở chế độ Print Preview, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu để nhìn tài liệu một cách chi tiết hoặc tổng quát bằng cách nhấp vào nút Magnifier rồi nhấp chuột vào văn bản, hoặc chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ trong hộp zoom. Để xem mỗi lúc một trang màn hình, bạn nhấp nút One Page. Để xem nhiều trang màn hình một lúc, bạn nhấp nút Multiple Pages, rồi chọn số lượng trang muốn hiển thị cùng lúc. Khi muốn chỉnh sửa tài liệu ở chế độ Print Preview, bạn nhấp chuột vào nút Magnifier để thôi chọn nó, rồi thực hiện chỉnh sửa tài liệu như bình thường. Sau khi thực hiện xong các chỉnh sửa, bạn nhấp nút Print để in tài liệu hoặc nhấp nút Close để thoát khỏi chế độ Print Preview. Sau khi đã xem trước tài liệu và thực hiện những chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể in ngay tài liệu ở chế độ Print Preview như đã trình bày ở phần trước. Tuy nhiên, để có thể điều chỉnh các tham số in ấn, chẳng hạn in nhiều bản, bạn thường in từ hộp thoại Print. Bạn nhấp chuột vào thực đơn File, chọn lệnh Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P. Trong hộp thoại Print, bạn có thể chọn máy in sẽ in tài liệu trong phần Print. Nếu bạn không chọn
thì chương trình sẽ in trên máy in mặc định. Bạn cũng có thể chọn in tất cả các trang của tài liệu, chỉ in trang hiện thời hoặc in một số trang nhất định trong phần Page Range. Ngoài ra, bạn có thể chọn lựa số lượng bản in thông qua ô Number of Copies. Sau khi đã chọn xong các tham số in ấn, bạn nhấp nút OK để in tài liệu. Thay vì sử dụng các thiết lập ngầm định mà Word đã cung cấp, bạn có thể sử dụng những thiết lập và công cụ khác để thay đổi hình thức hiển thị của các tài liệu. Trong bài học này, bạn sẽ học cách điều chỉnh lề trang, định dạng đoạn văn bản, thiết lập dấu tép, chèn số trang, tạo đầu trang và chân trang, thay đổi hướng giấy. Mỗi trang tài liệu gồm 4 lề, trái, phải, trên và dưới. Lề được đo bằng khoảng cách từ các mép giấy đến vùng soạn thảo nội dung của tài liệu. Để thay đổi lề trang, bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách sau đây. Cách 1. Mở thực đơn View. Chọn Print Layout để chuyển chế độ hiển thị về Print Layout. Di chuột đến đường biên của tài liệu trên thanh thước ngang hoặc dọc. Khi con trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều thì nhấp và giữ chuột. Sau đó, kéo đường biên đó đến vị trí mong muốn. Cách 2. Mở thực đơn File. Chọn lệnh Page Setup. Khi hộp thoại Page Setup xuất hiện, bạn nhập giá trị lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải vào các ô tương ứng trong phần Margins. Lề trang thường được tính theo inch hoặc cm. Để thay đổi đơn vị đo, bạn nhấp chuột vào thực đơn Tools, chọn Options, chọn thẻ General, rồi chọn đơn vị đo trong ô Measurement Units. Khi soạn thảo văn bản, bạn thường nhấn phím Enter để xuống dòng hoặc thêm một dòng văn bản trống. Mỗi lần bạn nhấn Enter như vậy là một đoạn văn bản mới được tạo ra. Như vậy, đoạn văn bản chính là khối văn bản nằm giữa hai dấu Enter. Nó có thể chỉ là một dòng trống hoặc là nhiều dòng văn bản liền nhau. Ngoài chức năng định dạng phông chữ, Word còn cho phép bạn định dạng đoạn văn bản. Để định dạng một đoạn văn bản, trước tiên bạn cần chọn đoạn văn bản đó. Sau đó, nhấp thực đơn Format, rồi chọn Paragraph. Để căn lề cho đoạn văn bản, bạn chọn kiểu căn lề trong ô Alignment, chẳng hạn chọn căn giữa. Bạn cũng có thể đặt khoảng cách thụt so với lề trái và lề phải thông qua ô Left, Right ở phần Indentation. Bạn có thể đặt khoảng cách trên dưới giữa các đoạn văn bản liền nhau trong ô Before và After ở phần Spacing. Ngoài ra, bạn có thể đặt khoảng cách giữa các dòng trong văn bản trong ô Line Spacing. Thông thường, khi bạn nhấn phím Tab trên bàn phím, thì điểm chèn sẽ được nhảy sang phải một khoảng nhất định, mặc định là 1,27 cm. Trên cơ sở đó, Word tạo ra dấu tép cho phép điểm chèn được nhảy tới vị trí xác định, đồng thời thực hiện việc căn chỉnh văn bản từ vị trí đó theo hướng trái, phải hoặc giữa, vân vân. Dấu tép được đặt ở đầu mút trái trên thanh thước nằm ngang, bao gồm một số loại chính: dấu tép trái, dấu tép giữa và dấu tép phải. Để đặt dấu tép trái, bạn nhấp chuột vào ô dấu tép nằm ở đầu mút trái của thanh thước ngang cho đến khi xuất hiện biểu tượng dấu tép trái. Nhấp chuột vào vị trí đặt dấu tép trên thanh thước ngang. Lúc này, nếu bạn nhấn phím tép thì điểm chèn sẽ nhảy đến vị trí của dấu tép trái. Bạn gõ văn bản sẽ thấy nó được căn trái từ vị trí dấu tép trái. Để đặt dấu tép phải, bạn nhấp chuột vào ô dấu tép cho đến khi xuất hiện biểu tượng dấu tép phải. Nhấp chuột vào vị trí đặt dấu tép trên thanh thước ngang.
nhấn phím tab rồi nhập văn bản. Bạn sẽ thấy văn bản được căn phải từ vị trí dấu tab. Để đặt dấu tab giữa, bạn nhấp chuột vào ô dấu tab cho đến khi xuất hiện biểu tượng dấu tab giữa. Nhấp chuột vào vị trí đặt dấu tab trên thanh thước ngang. Nhấn phím tab rồi nhập văn bản. Bạn sẽ thấy văn bản được căn giữa so với dấu tab. Để đặt dấu tab có thêm ký tự ở phía trước, bạn mở thực đơn Format, chọn lệnh Tabs. Bạn nhập vị trí dấu tab vào ô Tab Stop Position. Chọn kiểu dấu tab ở phần Alignment và chọn kiểu ký tự phía trước dấu tab ở ô Leader. Sau khi nhập xong, bạn nhấp nút Set để thêm dấu tab rồi nhấp OK. Bạn gõ văn bản rồi nhấn phím tab. Bạn sẽ thấy ký tự bạn chọn xuất hiện trước dấu tab. Để di chuyển hoặc xóa dấu tab, bạn chọn đoạn văn bản chứa dấu tab. Lúc này, danh sách các tab đã được thiết lập sẽ hiển thị trên thanh thước ngang. Để di chuyển dấu tab, bạn nhấp chuột vào nó, giữ và kéo dấu tab trên thanh thước ngang tới vị trí mong muốn. Để xóa dấu tab, bạn nhấp chuột vào nó, giữ và kéo dấu tab ra khỏi thanh thước ngang. Ngoài ra, bạn có thể mở hộp thoại tab, chọn tab cần xóa ở phần Tab Stop Position, rồi nhấn Clear. Để đánh số trang cho tài liệu, bạn mở thực đơn Insert, chọn Page Numbers. Trong hộp thoại Page Numbers, bạn có thể chỉ định vị trí chèn số trang trong ô Position. Xác định kiểu căn lề số trang trong ô Alignment. Nếu bạn không muốn đánh số cho trang đầu tiên, thường là trang bìa, bạn bỏ chọn Show Number on First Page. Nếu bạn muốn thực hiện thêm các định dạng đối với số trang, bạn nhấp nút Format. Sau khi đã định dạng xong, bạn nhấp nút OK để thêm số trang vào tài liệu. Đầu trang, header và chân trang, footer là những vùng nằm ở trên và dưới nội dung văn bản. Vùng này được sử dụng để chứa những thông tin như tên tài liệu, tên tác giả, số trang, v.v. Nó cho người đọc biết họ đang đọc tài liệu gì và đang ở phần nào bên trong tài liệu. Để tạo đầu trang và chân trang, bạn mở thực đơn View, chọn Header and Footer. Thanh công cụ Header and Footer xuất hiện và phần không gian dành cho đầu trang và chân trang sẽ nổi lên để bạn nhập nội dung. Bạn nhập nội dung cho phần đầu trang, nhấp nút Switch Between Header and Footer để chuyển tới phần chân trang, nhập nội dung cho phần chân trang. Sau khi hoàn thành, bạn nhấp đúp chuột vào vùng văn bản hoặc nhấp nút Close để ra khỏi chế độ nhập đầu trang và chân trang. Các trang tài liệu Word có thể được bố trí theo hai hướng, hướng dọc Portrait và hướng ngang Landscape. Trong đó, hướng dọc là hướng giấy mặc định. Để thay đổi hướng giấy, bạn nhấp chuột vào thực đơn File, chọn Page Setup. Trong ô Orientation, bạn nhấp Portrait để đặt giấy dọc và Landscape để đặt giấy ngang. Nhấp OK để kết thúc. Các tài liệu chỉ chứa văn bản có thể cung cấp khối lượng thông tin lớn cho người đọc. Tuy nhiên, những tài liệu như vậy chưa hấp dẫn về mặt trực quan. Bài học này hướng dẫn bạn chèn ảnh từ tệp tin, chèn ảnh từ Clip Gallery, thay đổi kích thước và bố trí ảnh trong văn bản. Các tập ảnh được lưu trên máy tính có thể được chèn vào văn bản một cách dễ dàng. Bạn nhấp chuột vào thực đơn Insert, chọn Picture và chọn From File. Trong hộp thoại Insert Picture,
Bạn định vị thư mục chứa ảnh thông qua ô Login. Chọn tệp ảnh rồi nhấp Insert. Microsoft Office cung cấp hàng trăm ảnh tạo sẵn từ Clip Gallery của Microsoft. Bạn nhấp chuột vào thực đơn Insert, chọn Picture và chọn Clip Art. Ô Clip Art sẽ xuất hiện bên phải màn hình soạn thảo. Bạn khoanh vùng tìm kiếm trong ô Search In. Chọn loại ảnh trong ô Reasons Should Be và chọn chủ đề cần tìm trong ô Search For, rồi nhấp OK để tìm. Kết quả tìm kiếm được hiển thị ở bên dưới. Bạn nhấp chuột vào một tệp ảnh trong danh sách vừa tìm được để thêm nó vào tài liệu. Sau khi chèn ảnh vào tài liệu, bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh để phù hợp với tài liệu. Bạn thực hiện một trong hai cách sau để thay đổi kích thước của ảnh. Cách 1. Nhấp chuột vào ảnh cần thay đổi kích thước. Lúc này, xung quanh ảnh xuất hiện các ô vuông màu đen. Muốn thay đổi kích thước của ảnh theo chiều nào, bạn đưa chuột đến ô vuông tương ứng. Khi con trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều, thì nhấp, giữ và kéo chuột đến khi ảnh đạt đến kích thước mong muốn thì nhả chuột. Cách 2. Chọn ảnh cần thay đổi kích thước. Mở thực đơn Format, chọn Picture. Trong hộp thoại Format Picture vừa xuất hiện, bạn chọn thẻ Size. Nhập chiều cao và bề rộng ảnh vào ô Height và Width rồi nhấp OK. Để thay đổi cách bố trí ảnh trong tài liệu, bạn chọn ảnh cần thay đổi bố trí. Mở thực đơn Format, chọn Picture. Trong hộp thoại Format Picture vừa xuất hiện, bạn chọn thẻ Layout. Trong phần Wrapping Style có rất nhiều kiểu bố trí ảnh. Bạn chọn kiểu mong muốn rồi nhấn OK. Bảng được tạo thành từ các hàng Row và các cột Column. Giao điểm của một hàng và một cột là một ô Cell. Đây là đối tượng rất cần cho công việc soạn thảo. Chẳng hạn, bạn muốn thêm bảng phân công nhiệm vụ, bảng lương vào tài liệu. Bài học này hướng dẫn bạn chèn bảng vào văn bản, di chuyển giữa các ô trong bảng, chọn ô trong bảng, tách và hợp ô, chèn, xóa cột và hàng. Bạn thực hiện một trong hai cách sau để chèn bảng vào văn bản. Cách 1. Nhấp chuột vào biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ. Giữ phím chuột và kéo di chuột xuống phía dưới để chọn số hàng và cột cho bảng. Nhả chuột để chèn bảng vào văn bản. Cách 2. Mở thực đơn Table, chọn Insert và chọn Table. Khi hộp thoại Insert Table xuất hiện, bạn nhập số lượng cột và số lượng hàng trong ô Number of Columns và ô Number of Rows rồi nhấp OK. Khi nhập dữ liệu vào bảng, bạn cần biết cách di chuyển từ ô này sang ô khác. Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để di chuyển trong một bảng. Ví dụ như nhấn các phím mũi tên, nhấp chuột hoặc nhấn phím tab. Nếu bạn đang sử dụng chuột, bạn có thể nhấp vào ô mà bạn muốn di chuyển đến để đặt vị trí của điểm chèn trong ô này. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, bạn có thể sử dụng một số tổ hợp phím để di chuyển giữa các ô trong bảng. Để chọn một ô, bạn di chuyển con trỏ chuột đến lề trái phía trong ô, cho đến khi hiển thị mũi tên màu đen thì nhấp chuột. Nếu muốn chọn nhiều ô, bạn giữ và kéo chuột sang các ô cần chọn. Để chọn một hàng, bạn nhấp chuột vào vùng chọn ở bên trái của hàng. Để chọn nhiều hàng, bạn giữ và kéo chuột sang vùng chọn của các hàng cần chọn. Để chọn một cột, bạn di chuyển con trỏ chuột đến mép lề trên đỉnh cột. Khi con trỏ có dạng mũi tên màu đen chỉ xuống thì nhấp chuột. Để chọn nhiều cột, bạn giữ và kéo chuột sang các cột cần chọn.
Bạn có thể hợp nhất hai hay nhiều ô liền nhau thành một ô duy nhất, hoặc tách một ô thành nhiều ô liền nhau. Để tách một ô thành nhiều ô, bạn đưa điểm chèn đến ô cần tách. Mở thực đơn Table, chọn Split Cells. Khi hộp thoại Split Cells xuất hiện, bạn nhập số cột cần tách trong ô, Number of Columns, và số hàng cần tách trong ô, Number of Rows. Nhấp OK để kết thúc. Để gộp nhiều ô thành một ô, bạn chọn các ô cần gộp. Mở thực đơn Table, chọn Merge Cells. Để chèn thêm một hàng vào bảng, bạn đặt điểm chèn tại vị trí cần chèn hàng. Mở thực đơn Table, chọn Insert. Nếu bạn chọn Rows Above, thì hàng mới sẽ được chèn vào phía trên của hàng chứa điểm chèn. Nếu bạn chọn Rows Below, thì hàng mới sẽ được chèn vào phía dưới của hàng chứa điểm chèn. Để chèn thêm một cột vào bảng, bạn đặt điểm chèn tại vị trí cần chèn cột. Mở thực đơn Table, chọn Insert. Nếu bạn chọn Column to the Left, thì cột mới sẽ được chèn vào bên trái cột chứa điểm chèn. Nếu bạn chọn Column to the Right, thì cột mới sẽ được chèn vào bên phải cột chứa điểm chèn. Để xóa hàng hoặc cột, bạn đặt điểm chèn tại ô bất kỳ trong hàng hoặc cột cần xóa. Mở thực đơn Table, chọn Delete, rồi chọn Rows hoặc Columns.